Pi Network sắp hưởng lợi khi Việt Nam ráo riết yêu cầu khung pháp lý cho crypto. Xin chào các pioneer và quý khán thính giả. Như chúng ta đã biết, crypto là một lĩnh vực còn rất mới mẻ trên toàn cầu. Hiện tại, vấn đề pháp lý của crypto cũng còn rất mơ hồ. Trên thế giới, hiện tại chưa có quốc gia nào hoàn thiện được khuôn khổ pháp lý để crypto thật sự hoạt động. Nổi bật nhất hiện nay chỉ có đạo luật MICA của Liên minh châu Âu EU. Ở Việt Nam, chúng ta cũng đang chật vật với những khái niệm về crypto, nhưng có một sự thật sẽ khiến bạn phải ngã ngửa. Việt Nam nằm trong top 3 các quốc gia có mức độ chấp nhận crypto cao nhất thế giới. Theo đó thì pháp lý cũng là một chủ đề rất đau đầu cho các cơ quan chính phủ vào lúc này. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin mời các bạn hãy cùng tìm hiểu về một bài viết mô tả tình hình pháp lý cho lĩnh vực crypto ở Việt Nam. Với những gì đang diễn ra, chúng tôi dự đoán vào năm 2025, khung pháp lý đầu tiên sẽ ra mắt nhằm giúp lĩnh vực này hoạt động hiệu quả và an toàn hơn. Trong khuôn khổ tiền điện tử, Bitcoin cũng là một dự án tiêu biểu cho lĩnh vực này. Chính vì thế, chắc chắn Pi cũng sẽ phải tuân thủ theo luật định. Tuy nhiên, với chính sách KYC sẵn có, Pi Network sẽ dễ dàng đáp ứng các tiêu chí khắt khe mà luật pháp yêu cầu. Để hiểu rõ hơn về chủ đề hóc búa này, xin mời các bạn hãy tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Trên tờ người đưa tin.vn, bài báo đã mô tả tình hình thực tiễn của pháp lý trong lĩnh vực crypto như sau. Việc đưa ra một khung pháp lý rõ ràng và toàn diện về tài sản số sẽ giúp Việt Nam nắm bắt tốt hơn những cơ hội trong cuộc cách mạng công nghệ số. Khảo sát của Hội đồng Đại Tây Dương công bố vào tháng 5 năm 2024 đã đánh giá tình hình quản lý tài sản số ở 60 quốc gia, cung cấp cái nhìn toàn diện về bối cảnh pháp lý quốc tế. Theo khảo sát này, có 4 khía cạnh quan trọng cần được đánh giá trong khung pháp lý về tài sản số bao gồm chính sách thuế, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML, CFT), bảo vệ người tiêu dùng và chính sách cấp phép cấm của chính phủ. Hiện nay, 33 quốc gia chiếm 55% đã hợp pháp hóa tài sản số, trong khi 17 quốc gia chỉ cấm một phần và 10 quốc gia cấm hoàn toàn hoạt động liên quan đến tài sản số. Đáng chú ý, 12 quốc gia thuộc nhóm G20 chiếm 57% GDP toàn cầu, đều nằm trong nhóm các quốc gia hợp pháp hóa hoàn toàn tài sản số trên cả 4 tiêu chí kể trên. Điều này cho thấy sự phát triển nhanh chóng của khung pháp lý về tài sản số tại các nền kinh tế lớn. Đáng chú ý, Việt Nam và Trung Quốc đều nằm trong nhóm 10 quốc gia cấm hoàn toàn. Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã mạnh dạn đưa khái niệm tài sản số vào dự thảo luật công nghiệp công nghệ số lần này. Đây là một bước tiến quan trọng, cho thấy sự chủ động trong việc bắt kịp xu hướng quốc tế và những thay đổi mang tính đột phá trong nền kinh tế số. Mặc dù chưa có luật, nhưng thực tế tài sản số hay tiền ảo đã rất phát triển. Theo số liệu từ Chainalysis, trong giai đoạn từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, dòng tiền mã hóa chảy vào Việt Nam đã đạt con số ấn tượng 120 tỷ đô la, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước đó là 100 tỷ đô la. Điều này cho thấy Việt Nam đang trở thành một điểm nóng trong giao dịch tài sản mã hóa. Đồng thời, theo báo cáo từ Triple A, Việt Nam hiện đứng thứ 7 trên toàn cầu về tỷ lệ dân số nắm giữ tài sản mã hóa vào năm 2024. Điều này cũng đặt ra một vấn đề cho các doanh nhân tại Việt Nam. Tại sao chúng ta chưa tận dụng được tiềm năng từ dòng chảy tiền mã hóa này mà để nó vận hành tự do, không được kiểm soát và khai thác hiệu quả? Nếu các doanh nghiệp Việt Nam cùng phối hợp với cơ quan quản lý để đưa ra chiến lược phát triển hợp lý, chắc chắn lĩnh vực tiền mã hóa sẽ trở thành một phần quan trọng trong nền kinh tế số của Việt Nam trong tương lai, đồng thời tạo ra cơ hội lớn để thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế bền vững. Thực tế, tiềm năng của tài sản mã hóa không chỉ dừng lại ở việc đầu tư và giao dịch, mà còn có thể mở rộng sang các lĩnh vực khác như fintech hay logistics. Nếu được quản lý tốt, những dòng tiền này sẽ trở thành một công cụ quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế số và đưa Việt Nam vươn tầm quốc tế trong lĩnh vực tài chính công nghệ. Trên đây là nội dung mà chúng tôi tổng hợp được từ bài báo. Nội dung bài viết khá dài nên đã được tóm tắt lại các đại ý. Qua đó, chúng ta thấy việc xây dựng pháp lý cho crypto đang cần được quan tâm đúng mực và phải hành động thật sớm. Về phía Pi Network, đây là một dự án có lượng người dùng đang phát triển rất mạnh. Dữ liệu người dùng đều đã được KYC và có thể đáp ứng các tiêu chuẩn về mặt pháp lý. Các dự án như vậy đem lại lượng người dùng và tài sản rất lớn. Hãy thử nghĩ, nếu thu được thuế từ các dự án này, thì ngân sách nhà nước sẽ được bổ sung mạnh, giúp xây dựng đất nước xã hội tốt đẹp hơn. Bạn có nghĩ Bitcoin sẽ có đất phát triển rất mạnh ở Việt Nam? Hãy comment suy nghĩ của mình để thảo luận cùng cộng đồng Pi Network Daily. Bạn có thể gia nhập nhóm Facebook để thảo luận cùng chúng tôi các vấn đề nóng hổi liên quan đến Pi Network. Link tham gia sẽ được để dưới phần mô tả của video này. Nếu thấy hữu ích, xin mời các Pioneer hãy để lại một like và comment để ủng hộ kênh và lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án Pi Network và giao dịch an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!